Bằng thủ thuật gaslighting, một gia đình bị cặp thầy bói thao túng tâm lý suốt 19 năm, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng và thực hiện nhiều tội ác không thể miêu tả bằng lời. Mới đây, Tòa án quận Sungwon, tỉnh Gyeonggi đã tiến hành phiên điều trần xét xử vụ án vô cùng nghiêm trọng liên quan tới mê tín dị đoan, lừa đảo, cưỡng chế chiếm đoạt tài sản. Trong phiên tòa xét xử, công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù giam cho một cặp vợ chồng thầy bói sau hàng loạt tội ác gây ra cho gia đình một quả phụ ngoài 50 tuổi. Theo văn phòng công tố quận Sungwon, cặp đôi 51 tuổi vốn làm nghề bói toán ở thành phố Ansan. Sau khi quen gia đình nạn nhân từ năm 2004, thời điểm chồng nạn nhân qua đời, cặp vợ chồng đã thao túng tâm lý, lạm dụng tinh thần cả gia đình. Họ lắp đặt 13 camera quan sát trong nhà nạn nhân và đưa ra mệnh lệnh buộc họ phải tuân theo. Họ kiểm soát tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của người con út lấy 4,6 tỷ đồng. Sau đó bắt cả gia đình làm theo chỉ dẫn để vay từ 20 đến 80 triệu won cho họ. Sự việc chỉ bị bại lộ khi người con cả không thể chịu được hình phạt của cặp pháp sư bởi họ bị giam cầm, ép buộc tác động vật lý và có những hành vi không đúng luân thường đạo lý. Công tố viên nhấn mạnh, cặp đôi này đã sử dụng gaslighting, hình thức thao túng tâm lý hoặc cảm xúc trong tâm lý học để kiểm soát gia đình nạn nhân trong thời gian dài. Được biết, phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 12 tới đây.